Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ ra vườn hái trái cây nha các bạn. Thì ngày hôm qua mình ăn cái gì đó. Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ ra vườn hái trái cây theo lời yêu cầu của các bạn nha. Ngày hôm qua mình ăn trái cherry gần cây mâm xôi. Các bạn ơi, kia, cây mâm xôi đó. Cây mâm xôi đó, xong hái đi, chín rồi. Thì bây giờ mình sẽ hái những gì trong vườn, có gì hái đó nha các bạn. Rồi bây giờ xin mời các bạn và các em nhỏ theo dõi mình hái những gì trong vườn nha. Hôm nay để đem ra cái khay như thế này. Xong rồi nếu mà cái khay này nó chặt chỗ rồi sẽ qua cái này ha. Rồi không biết có gì hái không mà chuẩn bị dữ ha. Các bạn ơi, hôm nay thì trời không có chút xíu nắng. Buổi sáng sớm thì trời mưa, mình ra mình trồng cây. Trồng quá chừng là trồng luôn các bạn. Trồng mấy tiếng đồng hồ luôn. Bây giờ vô tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi quẹt một tí son rồi ra hái trái cây cho các bạn xem nha. Buổi sáng thì làm cô nông dân, còn buổi chiều thì làm cô thu hoạch trái cây. Thì bây giờ sẽ đi hái những gì trong vườn cho các bạn xem nha. Hồi hộp không biết hái được gì đây không biết. Không biết có nên... Đó các bạn, thôi mình lấy cái mũ đó đi để cho nó sáng sữa. Trưa sữa, chiều sữa một tí. Rồi bây giờ đây, hái trái đầu tiên nha. Đó, nhìn dễ thương không? Một trái đầu tiên. Mâm xôi đợt này là đợt thứ hai hái trái nha các bạn. Cưng hết sức nè các bạn. Đó, thổi thổi tí ăn ha. Coi có con gì không. Ăn thử trái. Chín đỏ như thế này nó ngon lắm nha các bạn. Mới cơn mưa buổi sáng chắc sạch bụi hết rồi. Các bạn ơi, đó, thêm trái nữa đi. Ngon quá à. Kệ lâu lâu ăn như thế này chưa có rửa. Đó, dính một chút xíu bụi. Mà sáng có mưa rồi các bạn, cho nó gần gũi với thiên nhiên. Gần với thiên nhiên nhưng mà cũng gần với bệnh viện các bạn. Ăn dơ quá đau bụng sẽ vô bệnh viện thôi. Thôi hái đi ha, ăn vài trái đi. Wow, cái trái này nó hườm, thiệt là hườm luôn các bạn ơi. Nó hườm coi. Ăn trái chua. Chua giống như là bị tạt giấm vô miệng các bạn ơi. Chua quá. Ăn chua xong nước miếng của mình nó cứ rẻo rẻo liên tục. Thôi hái thôi các bạn ơi. Đó, hái cái trái này rất là thèm nha các bạn. Hái cái tay không có muốn bỏ vô trong cái giỏ mà cứ muốn bỏ vô miệng không à. Công nhận cái trái, công nhận cái cây này mình trồng nó có duyên thiệt các bạn ơi. Đó, trồng trong cái chậu nho nhỏ thôi mà ra trái thấy sướng thiệt. Chấm trái chua được chứ. Mình có diễn tả cái độ chua và độ ngọt của cái trái này rồi. Bây giờ nó thẩm như thế này thì khoảng 80% là ngọt các bạn. Nó chín thẩm như thế này còn có 20% là chua thôi. Đó. Nó ngon. Cái hương thơm của nó rất là quyến rũ luôn á. Ăn sao mà nó hay hay làm sao, kỳ cục. Hương thơm hay hay, ngon. Ngon làm sao. Cái mùi này á, mà sức nước hoa không biết sao hay. Chắc là không đủ để nghe mùi đâu. Wow, cái này nó chín thẳm, thiệt là thẳm. Đó, các bạn ơi, thấy nguyên cái chùm mâm xôi này không? Nó chín rất là thẳm. Các bạn thấy cái trái này nó mới chín tới này, nó cam cam. Còn cái trái này, wow, nó chín gì đâu mà nó gọi là chín mùi. Để mình thử ăn thử có chút xíu nào chua không nha. Đó.
nó ngọt ngay, nó ngọt ngào. Chắc 10% là chua thôi, còn bao nhiêu 9% là nó ngọt. Mà cái hương thơm của nó hay hay, lạ lạ, dịu dàng làm sao. Ăn mà nó ngon mà ghiền. Ăn hoài, không lo hái đi, ăn hoài ta. Trái này chắc chắn chua nè. Chua, chua nhưng mà không có bằng trái sống. Tại sao nói cứ hái mà cứ đứng đây ăn hoài vậy ta? Cho mình ăn tí nha. Cái trái sống này ăn xong chua muốn ngã luôn á các bạn ơi. Coi coi. Nó chua hơn tất cả các loại trái cây nào khác. Nó chua một cách khủng khiếp. Mà sao vẫn thích ha. Ngon. Chua ngon nha các bạn. Trái khống à, trái còn xanh à, chứ không phải chua dở như trái thù lù đâu. Chua cha. Chua không thấy trời đất đâu. Trời đã mờ chứ. Ăn trái thì vô chứ không thấy đường đi. Rồi bây giờ hái thôi, nhanh tay lên. Ăn từ nãy giờ cây mâm xôi nó cho ăn quá là đó các bạn. Bây giờ lo hái thôi các bạn, không thôi là không kịp ánh sáng đó. Trái gì mà dữ vậy nè, quá chừng ở đây nữa gì nè các bạn. Đó đó, chưa gì được miếng nè ha, chưa gì được mấy trái này nè các bạn, lung linh dễ thương nè. Hái tiếp thôi, hái tiếp. Mâm xôi trái rất là dễ thương, nhìn vậy không ghét sao, không nỡ ghét được. Trái này mọng chín. Ngọt ngay. Cái vị của nó có dẻo dẻo, treo treo chút xíu. Hương thơm mà nó quyện quyện. Nhai những cái hột nó rộp rộp. Ngon làm sao, sang năm trồng thêm nha các bạn. Một cây ít quá đó. Cái chỗ này rất là nhiều các bạn ơi. Trái gì đâu mà nó nhiều, thiệt là nhiều. Coi. Nguyên cái chùm. Cái cành nó thòng xuống ra. Trái gì đâu mà chen chúc nhau mà chín. Này các bạn, cân không? Đó. Trái bây giờ nó chín hườm quá đó các bạn. Rất là dễ hái. Hái gì đâu mà. Coi. Cân không? Khó. Đẹp không? Ai chà chà, cái chỗ này nè các bạn. Nguyên cái chùm gì đâu mà nó đẹp. Đó. Trái gì? Sang năm trồng thêm các bạn ơi. Nhìn trái sao mê quá. Vô ăn ghiền luôn các bạn. Để tủ lạnh. Ăn bao nhiêu ngày mới hết. Chỗ mâm xôi này. Coi, coi coi cái trái này nó chín quá nè các bạn. Đó, cái cuốn nó muốn rời ra khỏi cái trái luôn á. Cái này à, làm rượu uống ngon lắm nha các bạn. Rồi làm mứt nè. Đó. Nhưng mà đặc biệt nhất là ăn tươi, tươi sống như thế này. Quá là hấp dẫn luôn á. Coi. Nguyên cái chùm này nó chín. Đặt nguyên cái cuốn đi ha. Đó, rất là đẹp. Đó.
mình mới vô nhà đổi cái dĩa khác các bạn ơi. Giống như trái mâm xôi này nó có duyên với cái trời tối tối. Rồi bây giờ mình hái cho nhanh nha. Đó, xinh không? Cưng thấy sợ luôn mấy trái này. Trái ơi là trái, năm nào cũng cho trái như thế này chắc vui lắm á các bạn ơi. Năm nào mà nó không ra trái chắc buồn lắm ạ. Đó, mình có mấy cây táo có năm nó cho trái, có năm thì nó không chịu ra trái. Buồn hiu, buồn hiu. Coi mâm xôi chín thẳm như thế này, hái đã tay hả các bạn. Đó. Trái gì đâu lóc nhóc lóc nhóc. Hái sao cho nhanh tay cho hết cái cây này nha. Đẹp không? Đây. Chỗ ngọn rồi chỗ nách lá nào nó cũng ra trái. Đó, mình hái nguyên cái chùm này rồi, còn lại mấy trái non nè. Khi nào sẽ chín tiếp? Ra đây á, chiều chiều rồi mà các bạn còn nghe thấy chim hót quả keo thấy chưa? Hót cả ngày vậy á. Đó, đẹp không? Cưng chưa? Đó, cái tay mình bữa hôm hái mâm xôi bị dập tới giờ bị cái máy quay phim nó kẹp nè. Cái chân máy quay phim tới giờ chưa lành nè các bạn. Đó, khi nào nó lành thì nó lành ha. Đó, đẹp chưa? Có con nhện nè. Nhện nè. Thôi, cho nó ra ngoài. Wow, cái chùm này nè, nguyên một chùm. Giờ sao? Ngắt từ từ, từ từ. Đã quá các bạn ha. Mùa thu hoạch trái là không có cái gì mê mà thích vui bằng thu trái hết trơn. Coi cái lá nó cũng đẹp nữa ha. Cái lá với cái trái này nó mọc gần nhau nhìn nó hợp quá chừng luôn. Nó đúng bộ luôn. Trời xanh nguyên cây. Coi vừa lá vừa trái gì cũng đẹp hết. Cây mâm xôi này là cây mâm xôi đẹp toàn gì đâu, đẹp vậy ai cũng thích trồng hết. Có cái có hơi chút xíu gai thôi, không đáng kể. Rồi ở trên này còn nhiều lắm á các bạn, nó nhiều trái nhưng mà nó nhỏ nên mình hái nó hơi chậm. Wow, chỗ kia kia nhìn cái cành nó dựa vô trong cái bức tường này xinh làm sao ha. Coi cưng thấy sợ luôn mấy cái trái này. Dễ thương không chịu nổi mấy cái trái này. Đó, gì đâu đẹp vậy ai cũng thích trồng hết. Có cái có hơi chút xíu gai thôi, không đáng kể. Xinh làm sao ha. Tuốt từ từ, từng trái một vô bàn tay. Ôm có hết không hay dập hết trơn giờ. Coi hai cái trái này cái tay nó bị quíu luôn các bạn ơi, sợ gai. Đó, tay chân lóng ngóng nè. Đó, ngày hôm qua mình hái là ok rồi các bạn ha. Cái trái này chắc ngon lắm á, mà thôi để vô nhà. Nhà ăn nha, như nhà rửa ra ăn. Hái nguyên dĩa đầy cho các bạn xem nha. Đây đây đây, cái chùm này sao nó núp ở trong này kỹ vậy ta? Hả? Sao? Có đánh môi son không à? Cái trái gì đâu mà nó còn đẹp hơn môi son nữa ta. Coi, màu đẹp quá ha. Đó, xinh chưa? Đây hai trái, chút nữa ăn chắc ngon lắm á, chua thiệt là chua nguyên cái chùm. Đó, hái gần xong rồi.
Từ nãy giờ hái rớt mấy trái rồi các bạn. Trái nó nằm vô trong cái lòng bàn tay mình. Trái cưng muốn xỉu luôn các bạn ơi. Nhìn còn chảy nước miếng nữa, sao chịu nổi ta. Coi coi, trong này chín nè, nắm tay. Đó, trong này những trái mâm xôi chín các bạn. Rủ nhau nắm tay nhau, chín cả chùm cả đống ở trong này. Xinh chưa, xinh chưa? Đẹp ha. Đó, đó, đó. Nhanh tay, nhanh tay. Nhanh tay nữa đi. Nhanh nhanh, mấy con chim á, nó hót. Làm mình quýu quá. Buổi chiều á, trời, mặt trời sắp xuống, chim nó cũng hót một trận. Xong sáng sớm mặt trời lên nó cũng hót nữa. Đó, mỗi lần thấy nó hót là biết rồi, khởi đầu một ngày mới, khởi đầu hay là khởi đầu một buổi tối. Kết thúc mắt sơ sơ nè. Thôi tội nghiệp nó quá. Từ từ mà hái. Ôi, rớt rồi, rớt thiệt rồi. Đó, đẹp không? Rồi ha. Đã cây dâu. Còn thừa lại mấy trái nữa chút xíu mình hái hết nha. Bây giờ sẽ phóng xuống. Đó các bạn ơi, hái tạm thời được một mớ trái mâm xôi như thế này rồi. Bây giờ vẫn còn kìa, còn trái đông đưa, còn rất là nhiều. Wow, tiếc cái chùm này quá. Hái cái chùm này. Đó. Hái, hái cái chùm này. Ở đây nữa nè. Đó, đó, đó. Đây. Đó, rớt, rớt vô dĩa không sao. Đó, đẹp không, đẹp không? Nhiều lắm. Định đi mà còn tiếc. Tiếc nuối mấy cái trái này. Hái cho nó nhiều nhiều tí. Vô ăn cho nó đã cái miệng. Rồi ha. Đó. Hẹn cây mâm xôi. Chút xíu nữa rảnh sẽ quay lại hái hết chất vô dĩa này nha. Chứ cái trái để chắc ngày mai nó cũng hư hết rồi các bạn ơi. Coi coi. Đó. Đó đó đó. Thôi đi hái dao tay đây. Rồi các bạn ơi, đã lần bước tới cái vườn dâu tây. Vườn dâu tây thương nhớ của mình. Bao nhiêu ngày nay không hái, bây giờ em dâu tây ra sao rồi? Coi em nè, em bị ăn. Video mình hái trái mâm xôi là phần 1 nha các bạn. Mình bưng cái dĩa tới vườn dâu tây sẽ hái dâu tây và hái trái Việt Quất, rồi quay những cây trái trong vườn cho các bạn xem. Tiếp theo phần 2 nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn xem video nhớ nhấn nút like và đăng ký chia sẻ giúp mình với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và khỏe mạnh nha. Tạm biệt các bạn.